chào các bạn. Thì hôm nay mình có dịp xử lý một cái con xe M3 93. Thì nói chung thì tuổi đời con này cũng được gần chục năm rồi. Thì bây giờ một con xe vào tình trạng zin của một cái động cơ, thì mình có làm một cái cải thiện cái phần động cơ về nâng cấp nhẹ công suất. Nhưng mà trước khi đó thì công suất thì con xe mình có làm thêm một số nữa là thay nâng cấp những cái chi tiết nhỏ như là mô bin, buji, những cái ron bị xì nhớt thì mình đã có xử lý và nâng cấp nó. Và sau đó thì mình đã lắp đặt cái bộ VF Supercharged 620 mã lực horsepower, đó là theo thông số của nhà sản xuất. Thì sau khi nâng cấp thì với cái động cái horsepower theo cái nhãn xuất thì mình mới bỏ lên máy dyno, thì mình mới kiểm chứng nó và có thể tune nó để đạt được gần như có thể công suất của cái nhà sản xuất, thì nó tốt cho mình. Theo đây là một cái khối nâng cấp full của thằng VF, toàn bộ cái trên cái intake manifold đã được nâng cấp bằng aluminum. Zin của nó là bằng plastic cứng, là mũ cứng, và đi kèm với cái bộ này thì nhà sản xuất đã nâng cấp kèm theo là cái blow-up valve cho cái Supercharged. Và cái blow-up valve này là của nhà sản xuất Grady, rất là nổi tiếng để làm cho cái blow-up valve trên thế giới. Thì Grady là turbo, cho trong những cái bộ phận turbo thì thằng Grady này nó sản xuất cái blow-up valve rất là khá là tốt để cho giữ được cái tình trạng horsepower đi cao và hiệu năng cho cái thằng Supercharged. Thì cái thằng blow-up valve này, nó cái cơ chế của nó là để giữ cái boost không có bị cái pressure ngược trở về cái nén của Supercharged, thì nó sẽ làm cho cái hiệu năng của Supercharged này, boost nó được lưu thông nhanh hơn, nó không bị nén ngược trở lại và nó sẽ xả ra ngoài trực tiếp. Thì bao gồm cái các bạn thấy cái kit này nó sẽ bao gồm tất rất là nhiều cái chi tiết bộ phận, như nguyên cái bệ đỡ để lắp cái con sò của Supercharged này vào, và đi kèm với bộ nó thì nó là 8 bec phun. Nó upgrade 8 bec phun aftermarket, công suất nó cao hơn để có thể tiếp nhiên liệu đủ. Và bộ này đi kèm nó là water cooler, thì nó sẽ cái bộ này nó sẽ xử lý cái hệ trong đây là cái hệ thống cái cooler, nó xử lý nhiệt độ nước làm mát. Và nó ở dưới đây là một cái bộ in được qua nước giải nhiệt, thì cái bộ nước giải nhiệt này nó sẽ bơm nước xử lý trên cái ở trong đây. Nó có một cái intercooler nữa nằm ở trong đây, thì nước sẽ đi qua và nó sẽ giải nhiệt để cho khi mà cái pressure nhiệt độ nó sẽ thay đổi và nó sẽ hạ được cái nhiệt độ đó, thì nó sẽ tốt cho cái tăng cái công suất cho cái động cơ. Bộ kit này thì nói chung còn một bộ thằng VF con này là đứng một còn một bộ nữa, nó có thể lên tới tầm cỡ khoảng 608, nhưng mà con này là 602, thì sau này có thể nâng cấp được lên 608 nếu mà cái động cơ mình đủ khỏe để mà handling nó, để mà chịu đựng được cái horsepower sau này. Wow, thì bây giờ hy vọng thì anh hy vọng được maximum có thể, tối đa nhất có thể 602. Còn bây giờ cứ bỏ lên đó thử xem thử, nó còn tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố nữa, nhiều thứ nữa, như cái bộ Amaya nó, con này là bộ clutch của nó có thể giữ được cái mã lực tối đa của nó hay không. Nếu mà nó trượt thì nó sẽ bị cái horsepower, sẽ không giữ được cái horsepower nữa.
Thì với cái tuổi thọ của con này thì chưa có thay cái vàng plus. Cho nên là nếu mà hy vọng được con này ra được 500 hoặc 501 cái đồ wheel là quá hoàn hảo. Tới wheel mà 500, 501 thì nó tương đương với gần 600 rồi. Nó là 507, 508 rồi. Nhưng mà cái nếu mà cái máy này mà còn đủ khỏe, clutch và những cái thiết bị của nó đủ để đạt được cái horsepower rồi, thì cái kit này được đã có kiểm chứng và đã ra được 620 thì cái bộ kit này. Thì ngoài cái nâng cấp của cái động cơ thì con này đã được xử lý một số cái cơ bản của cái máy là đã được upgrade thay thế rất là chi tiết, như mobin nè, buji nè, miễn của cái tay dên đã được nâng cấp cho nó chịu đựng cái mã lực. Và con này trên thị trường thì trên thế giới thì con này cái miễn của tay dên nó rất là yếu và đã được khuyến cáo cái nhà chơi xe độ xe là nên nâng cấp khi mà muốn vượt giới hạn của cái horsepower nữa. Cũng các bạn biết con này là con đầu tiên ở Việt Nam đã được nâng cấp ở Supercharger. Thì hy vọng là cái Supercharger này sẽ tối ưu cho thị trường Việt Nam như Sài Gòn mình. Thì anh nghĩ là với cái hệ thống Supercharger thì sẽ chạy khỏe hơn và tốt hơn, và nó mang, nếu mà cho chạy với tốc độ ngắn, cái khoảng cách ngắn, một cái 400m, 300m, 200m hoặc là 500m thì thằng Supercharger sẽ đưa cái hiệu suất tối đa, không bị trễ. Và anh nghĩ là khách hàng sẽ rất là hài lòng. Bản thân anh cũng rất là thích Supercharger hồi xưa giờ, tại vì nó sẽ được mang đến cái yếu tố quyết định số 1, số 2, số 3 là cái khoảng cách ngắn. Mình đi 100m, 200m và 300m, 400m như ở Việt Nam thì cái khoảng cách, cái đoạn đường để cho mình sướng hoặc là mình chơi nó không có để mà mình có thể xài hết được tất cả các số. Đi 1000m hoặc là 2000m thì con này trong vòng phạm vi 500m đổ lại thì con này cái hệ thống Supercharger nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt với cho cái động cơ V8. Thì cái thốt của nó rất là khỏe. Thì nói chung là nếu mà cái thốt mà ra được 500 thốt thì cái horsepower 500 là mãn nguyện. Tại cái thốt nó, nếu mà cái thốt mà lấy được 500 thốt, 408, 500, 502 thốt thì 500 horsepower là mãn nguyện.